Các bác ạ, đây nha, như cái này này, cái này là măng sắp mọc này, này dấu như này, đây, đấy, đây này, nhú đấy còn mặt đất rồi này, đấy, này đào được tận sâu, đây. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Toan Vlog. Vâng, ở miền Bắc mấy hôm nay thì trời mưa suốt. Thế nên hôm nay hai cha con chúng tôi sẽ quyết định đi vào khu rừng bên này. Bên này là khu rừng của nhà tôi. Hôm nay là hai cha con tôi sẽ đi vào xem mà măng đã mọc chưa. Nào tôi mời quý vị và các bạn cùng đi nhé. Vâng, mọi năm thì ở các cái khu trên kia các bác ạ, các khu trên kia thì có rất chi là nhiều măng, nhưng mà năm nay không biết là măng đã ra chưa. Đây, hai cha con đi xem là đã có măng chưa, các bác cũng đi nhé. Đây, ruộng người ta đã làm rồi, chuẩn bị cấy các bác ạ. Đây xe máy thì được đoạn này, xong là bắt đầu đi bộ lên các bác ạ. Đây sẽ lên đường này các bác ơi. Xe máy để đây. Không đây là không có đường đi xe máy đâu. Này đi xem có măng ra chưa. Mỗi khi là măng ra nhiều. Ui đây nhiều ốc lắm đây này các bác ơi. Các bác nhìn xem ở dưới ruộng này cực kỳ nhiều ốc. Cái này chả biết ốc ruộng hay là ốc nhồi hay là ốc gì nhỉ. Cái này chả biết là ốc gì nhưng mà bây giờ bắt xuống sâu không nhỉ. Xem là nếu ui nhiều lắm các bác ơi. Đây này. Ui đây này. Đây là ốc đây các bác ơi. Đây là ốc gì đây các bác. Cái này to phết đấy, to hơn ngón tay cái của tôi. Cái này biết ốc gì. Cái này ốc biêu vàng hay sao. Đi thôi, không lòng vòng nữa, đi không tí nữa tối vào rừng sẽ không nhìn thấy. Ui trời lắm. Mọi khi là măng ở khu này là bắt đầu ra này. Măng ở khu này là rất nhiều luôn. Nhưng mà năm nay chưa biết được là như nào. Ui chim chim chim. Ây da. Hôm nay quên đi không mang lá cao su các bác ạ. Đấy nhá. Đây đã nhìn thấy cây vầu rồi. Nhưng mà chả biết măng đã ra chưa. Năm nay mưa như này chắc là ra sớm. Mọi năm là không mưa ấy. Ui dồi. Ui. Cái này đồi nhà mình nhưng mà hình như họ đi vào. Họ đi vào nhẵn nhụi hết rồi các bác ơi. Bây giờ sẽ tiến hành tìm ở khu vực ngoài này. Mọi năm khu vực ngoài này lên trước. Lên trước tiên. Ây da. Mọi năm là khu này là lên đầu tiên các bác ạ. Nên phải tìm thật kỹ. Hình như cái gì đây. Hay cây cọ. Cây cọ bị khô sao.
chú ý ở cái khu này là hay lên trước lắm các bạn ạ. Cái lá cọ khô rơi lên đường, cái này hay hay bị che lấp vẫn măng lắm. Tìm kỹ đầu mùa này tìm nó khó, không như giữa mùa. Đây này, như năm ngoái, năm ngoái nó mọc đào lên đây, lỗ này lỗ năm ngoái lấy rất nhiều ở theo đường này vào. Hôm nay mưa như này chưa biết là nó ấy chưa, đã mọc chưa. Hôm nay đi buổi đầu tiên, hy vọng được vài cái về xào ăn một bữa. Ở đây măng đắng nha các bác ơi. Cái cọ này chết nhỉ, cái cọ này nó chết mục ra như này nhỉ, mình không để ý vào hôm nay mới thấy. Cái này, cái rễ này là sắp lên măng này, cái rễ này nó lên hẳn trên mặt đất này. Đấy, cái rễ này nó lên hẳn trên mặt đất rồi, là mai mai kia ở quanh cái khu này nó sẽ có măng này. Đấy, cái khu này là măng hay ra trước đầu tiên. Tìm kỹ ở khu này. Chỉ cần đất nó hơi nứt nứt, nó hơi là phát hiện rồi măng nó mọc. Ở Hà Giang là rất nhiều cái măng đắng các bác ạ. Cái măng đắng này tốn cơm lắm, ăn vào cơm cực kỳ luôn. Đã thấy măng rồi các bạn, không phải chặt vào cái cây để đào. Đây, có măng rồi, mình đã thấy măng, bây giờ lấy cái cây đào ạ. Rào bé quá, chặt lâu. Này thì chưa biết là nó có ra chưa, nhưng mà không mang thuổng, không mang thuổng đi làm nó dễ hơn. Bây giờ phải chặt tạm vào cái cây để đào. Cây này gỗ gì cứng thế nhỉ? Khu này chắc là hay ra sớm lắm, bởi vì chỗ này trước hay ra. Ui đây 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 đây, đây một cái rồi. Đây. Ui nhú lên này. Nhìn này. Đây. Đấy. À, lùi 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 ra để bắt đào. Đào nào. Ôi giời. Ấy giờ mẹ măng này mới lên này. Rồi một cái. Ui lấy gãy mẹ mà được mỗi đoạn này, phí nhỉ. Lấy cái gì đựng được nhỉ, hay làm cái cọ, lấy cái cọ làm cái đựng nhỉ. Tìm cái cọ hay cái gì đây, để đi
kiếm cái lá cọ bé bé để làm cái đựng, nhưng mà khó nhỉ. Kiếm cái lá cọ bé bé đây, toàn cọ to. Thôi cầm tay đi, cầm tay đi, tí nữa ra kia, tí nữa có thêm thì mình hãng ấy, có thêm thì mình hãng hãng làm một cái cọ đựng đây, được một cái rồi nhé. Đây, cây cây mẹ nó đây các bác ấy. Đấy cây mẹ đấy, hôm nay nó ra sớm. Đã được một cái à. Đây, đi nãy mình đi vào tìm không thấy, chắc mình tìm kiểu không kỹ. Những chỗ này kiểu ẩm ướt nó lên trước. Đây là những cây mẹ nó đây nhiều lắm. Măng mới này mình phải bới kỹ cơ, đầu mùa này khó tìm lắm. Phải tìm kỹ mới có. Cái này nếu mà chẳng qua sợ vắt đấy, chứ không mình đi chân đất nhắm vào cái ngọn nó thì dễ tìm hơn. Ồ đây một cái nữa này. Đây này. Đây một cái nữa. Đây này này. Nhú lên khỏi mặt đất rồi này. Đấy. Đây này này. Thấy không? Đấy. Hôm nay hai cái rồi, thế chắc là xào, nếu xào không đủ thì canh nhờ, nó hai cái rồi. Đây. Đây, củ này đào được tận sâu. Đây, ngon lắm các bạn. Đây. Mà ngon nhá. Hai cái à. Đấy, được hai cái. Đây, đi tìm tiếp. Xem còn không. Đây mà ở khu này. Đó mọc không? Đây này, cái này nó cũng sắp ra này. Đây này. Cái này sắp ra măng này. Đấy. Sắp ra măng nó lồi lên này. Cái này ăn được chưa? Chưa, cái này nó là cái rễ. Nó rễ sắp trồi măng ra ấy. Mai kia nó sẽ mọc ở quanh khu này ấy. Khu này chắc là sẽ mọc nhanh thôi. Đây này, đây này. Đây này, này, nhìn này. Các bác nhìn này. Đấy. Cái này đây nhá, tay với chỉ. Đấy, cái này nó lồi lên như này rồi. Chắc sắp mọc rồi. Đó. Chắc là có đấy. À đây,
Hình như một cái sao ấy. Đây này. Thấp bên này liệu có mang nhờ? Có rồi, có rồi, có rồi. Có rồi. Đây, một cái. Ôi gãy mất rồi. Đấy. Mỗi đoạn. Mỗi đoạn gãy mất. Gắn tốn. Ba cái à. Ui rồi. Sao rồi? Tôi làm túi được lấy cái cọng kìa. Lấy cái lá kia làm túi. Ừ. Đây. Nhà sẽ đi kiếm cái gì làm cái túi đựng ba cái các bác. Thì lấy cọ. Lấy cái lá này. Lấy cái lá này làm cái túi đựng. Rồi đi rừng không biết là nó có mang hay chưa, không mang túi. Này hai cha con đi kiếm bữa măng đầu tiên là ngon lành rồi. Có sản phẩm mang về rồi. Cái này. Hỏng bố rồi. Ông này không nên. Đây lấy cái lá cọ làm như này các bác. Đấy, chặt nó ra như này. Dốc cái cẫng đằng sau đi. Làm thành một cái giỏ đựng. Đấy nhá. Rất đơn giản đấy các bác ạ. Làm như này. Đây cái tàu lá cọ nhá. Tàu lá cọ các bác gấp như này nha. Gấp như này. Cho đầu gối vào như này. Đấy, tàu như này. Vén nó vào như này. Đây, đây làm lại cho các bác nhìn xem nhé. Đầu tiên là ta gấp cái mép ngoài vào này. Gấp cái mép ngoài vào như này. Rồi, nó cho đầu gối vào như này. Đấy, đầu gối vào làm cái khuôn. Đấy. Rồi chúng ta gấp vào như này. Đấy. Gấp như này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Thành hình thành hài chưa? Đấy. Quấn phát như này nữa. Gấp cái này xuống. Gấp này xuống là quấn như này. Nào nhỉ? Đây, lâu lắm không làm, gần quên. Đây, như này. Quàng qua phát như này. Quàng qua phát như này các bác. Đút nó quay ngược trở lại như này. Như này cũng được. Dắt luôn đây. Dắt đây. Mình thít phát cái này vào. Đấy là thành một cái giỏ đựng. Rất đơn giản. Người vùng núi của tôi đi không sợ phải mang túi ăn tiếc làm gì. Không có túi khắc chế được. Đấy. Đấy là được một cái giỏ. Đấy. Đây, đào được ba củ các bác ạ. Đấy. Thôi đủ bữa đi về thôi nhỉ bác. Tìm gì nữa? Tìm tí nữa xem nhỡ đâu nó cái khu này nó đang ra. Đi về trên đường về nó gặp để lấy tiếp. Thôi đã mất công ở đây tìm một lúc á. Tìm. Này, vừa đào ở đây cái này. Khu này mọi khi nó hay ra nhanh lắm mà nhiều. Cái này người ta đi tìm người ta còn vác cuốc đi bới.
À đây đây đây, đây cái nữa này, thấy chưa? Chưa chi đòi đi về thì. Đây. Đây cái nữa này, đấy. Em còn đòi đi về. Đứng lui ra không nào. Đất nó bắn vào người. Ê, chưa chỉ đòi đi về. Thanh niên đi thì mắng như này. Thêm cái nữa các bác ạ. Cái nữa. Cái này tí về đủ bữa xào đấy. Rồi, đã thế đi tìm quanh khu này tí nữa. Khu này chắc có đấy. U nế ra mà nó hay mọc ở những cái chỗ lá nó che che như này, kiểu nó che nó khôn lắm, nó mọc kiểu người ta không tìm thấy ấy. À đây cái nữa đây này, đây đây. Ôi đèo mẹ. Đây. Mấy cái à? Xem nào. 4, 5 cái à? 5 cái rồi. Ui dù. Đây này. Như này là sắp ra đi này. Đây. Như này lại sắp ra măng tiếp rồi nhá. Thì đi vào trong xem chắc là còn đấy. Thôi đi về Ra đi. nhiều. Chúng ta ra nhiều đi đi. Đi về đấy nhỉ? Đấy. Đấy tìm nữa. Các khu rồi. Đây này cái vừa nãy bọn tôi đào được ở đây này. Bây giờ chắc cũng phải muộn nó hơn 11 giờ sao rồi đấy. Yên. Đây này cây vầu to đây này. Đây này cây nó to này này chắc là để có củ mà. Chắc không có các bác ạ. Hết rồi. Chắc là đi về thôi. Hôm nay được mấy củ này, thế là êm rồi. Nói chung chuyến đầu. Thôi đi xuống dưới kia xem có rau dớn nhặt thêm nhỉ. Ừ. Đi xem có rau dớn thì nhặt. Vâng, hôm nay tôi đã đưa mọi người đi trải nghiệm tìm măng cùng hai cha con nhà tôi. Vâng, video này tôi xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Toan Vlog. Vâng, đây là thành quả của bố con tôi. Thân ái, chào mọi người.